Để chư thiên vương đệ tử Phật, kính bạch quý vị, này chúng ta sẽ cuối của chương xã pháp. Đề tài là sáu pháp cần, hãy chứng được thần thông, có nghĩa là chứng thiền. Hãy mà chứng được lậu tận thông, tức là chứng được quả vị A La Hán. Sát pháp cần tận ở đây tức là ám chỉ cho đây là sáu thần thông hay là lục thông, chắc là bên nhà và hôm nay sẽ do Phổ Pháp Tân giả, xin mời cùng tỉnh Thượng Tọa Phật Tân giảng dạy bài học. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Dạ. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, sau đây con xin đọc chánh kinh. Kinh Thập Thượng Đa Sutara Sutta. Sáu pháp cần được tác chứng. Có sáu pháp có nhiều tác dụng. Có sáu pháp cần phải tu tập. Có sáu pháp cần phải biến tri. Có sáu pháp cần phải đoạn trừ. Có sáu pháp chịu phần tai hại. Có sáu pháp đưa đến thù thắng. Có sáu pháp rớt khó thể nhập. Có sáu pháp cần được sanh khởi. Có sáu pháp cần được thắng tri. Có sáu pháp cần được tác chứng. Thế nào là sáu pháp cần được tác chứng? Sáu thắng tri này các hiện giả, ở đây vị tỳ kheo chứng được phần túc sai biệt với thân, có thể đến phạm thiên giới với thiên nhĩ thanh tịnh, vượt khỏi loài người. Nghe được hai loại tiếng chư thiên và loài người xa và gần. Với tâm của mình có thể biết tâm của các loài hữu tình khác, của các loài người khác, như tâm có tham, tâm không dễ thoát. Tâm không giải thoát, biết tâm không dễ thoát, nhớ đến các đời trước, như một đời, hai đời, nhớ đến các đời trước, với các chi tiết và hình thức, với thiên nhãn thanh tịnh vượt quá loài người. Biết được cái loài hữu tình tùy theo nghiệp của mình, với sự diệt trừ các lậu hoặc sau khi tự tri, tự chứng ngay trong đời hiện tại, đạt đến và an trú vô lậu tâm giải thoát, tội giải thoát. Đó là sáu pháp cần được tác chứng. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học Pháp Sư Giác Giới biên soạn. Sáu pháp cần được tác chứng. Đây là sáu thần thông hay lục thông. Một, biến hóa thông. Thần thông làm được điều phi thường như thăng thiên động thổ, đi trên nước, đi xuyên vách đá hiện ra các vật. Hai, thiên nhĩ thông. Thần thông nghe được những âm thanh đặc biệt như tiếng nói chư thiên, tiếng nói từ xa.
Ba, tha tâm thông, thần thông được biết, hiểu được tâm người khác khi họ chỉ khởi tư tưởng chưa nói ra. Bốn, túc mạng thông, thần thông biết được đời sống quá khứ của mình, biết tiền kiếp của mình. Năm, thiên nhãn thông, thần thông thấy được đời sống của chúng sanh, thấy được thân tướng sắc tế của loài hóa sanh, thấy được duyên nghiệp dẫn dắt loài hữu tình sinh tử. Thiên nhãn thông cũng còn gọi là sanh tử thông. Sáu, lậu tận thông, thắng tri đoạn trừ được lậu hoặc phiền muộn, chứng quả A-la-hán. Năm loại thần thông đầu là thần thông hiệp thế, tông thứ sáu là thông siêu thế. Chưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt, chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Phật Tâm Pháp Tăng từ bi giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Cha. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin hành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Liên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bài học gọi là sáu pháp cần phải được tác chứng. Thì, nói đến Phật giáo, tức là nói đến tu tập để đạt được cái sự thành tựu giải thoát ở trong tương lai. Thì, thường đó là bây giờ, ngày nay đó chúng ta nhiều khi... chúng ta không có gặp được những cái vị mà biến hiện thần thông, hay là chúng ta cũng không có có những cái điều đặc biệt để chúng ta có thể trì quá khứ vị lai như thế nào. Thì chúng ta khi mà nói đến những cái thần thông thì có một số người lại cho rằng những cái điều đó nó không có thật, không có thật. Hay hoặc là ngày nay đó thì chúng ta thấy có khi đó là người ta lại hướng với một cái tâm nhờ cái tha lực, một cái tha lực gì đó mà họ có thể biết được một phần nào đó của chuyện quá khứ, hay là một phần nào đó ở trong cái ở tương lai. Nhưng mà nó cũng chưa phải là cái gọi là thần thông, bởi vì cái đó là cái tha lực người ta nhờ các cái vị chư thiên, các cái vị Atula hay là những cái loài dọa xa vân vân. Thì cái chuyện đó, đó là việc đó, đó thì phải nói rằng giống như mình nghe là cái việc mà ngày xưa mà nghe, hoặc là người ta xoáy đậu thành binh rồi người ta làm những cái biến binh tướng ra rồi là có những cái trừ tà, trừ quỷ, trừ yêu gì đó. Thì cái đó nó cũng không phải gọi là thần thông, mà là nhờ một cái tha lực nào đó. Thì do cái tâm của họ hướng. Nhưng mà nói đến cái thần thông ở trong Phật giáo á, thì như chúng ta biết đó là cái sự thành tựu do nội tâm. Do nội tâm. Thì như được biết đó là năm cái thần thông đầu. Thì như là một cái việc mà gọi là chứng thiền hiệp thế vậy đó. Năm cái thần thông đầu tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tâm thông, túc mạng thông, biến hóa thông đó. Thì những cái vị mà chứng thiền hiệp thế, ví dụ như những cái vị mà chứng được cái trạng thái của tứ thiền của trong kinh tạng đó, đạt được một cái trình độ như vậy, thì cái vị đó có thể biến hiện được thần thông, biến hiện được thần thông. Rồi là cái thần thông cuối cùng, tức là cái thần thông thứ sáu đó, thì là một trong những cái thần thông mà là do chứng đắc được đạo quả
bằng với cái tu tập bằng với cái tuệ quán của một cái vị hành giả, và vị đó chứng đắc được quả vị vô lậu giải thoát, tức là quả vị A-la-hán. Thì do đoạn trừ những cái lậu hoặc cho nên là từ dục lậu, kiến lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu đó, thì đoạn tận hết cái lậu hoặc phiền não đó, mà vị đấy trở thành một bậc thánh vô lậu, tức là không có những cái phiền não lậu hoặc đó, trở thành cái bậc thánh như vậy, cho nên là gọi là lậu tận thông, đó là thần thông thứ sáu. Bây giờ chúng tôi xin nói cái thần thông, khi mà mình nói đến cái việc thần thông ở đây không phải là cái chuyện quan đường, cũng không phải là cái việc mà không có, mà là chúng ta thấy rằng cái người mà chứng đắc biến hóa được thần thông á, nếu nói trong di diệu pháp thì cái vị đó phải đạt được cái trạng thái ngũ thiện, trạng thái ngũ thiện gọi là Aphinya. Khi mà hiện hiện thần thông á, thì quý vị biết rằng vị đấy cũng phải là từ nhập thiền rồi mới bắt đầu là từ ở cái giai đoạn nhập thiền đó mà vị ấy trở rồi thời gian mà nhập thiền như vậy thì vị ấy trở lại hộ kiếp, rồi lần lượt đó là chuyển qua cái việc mà hiện thần thông của một cái vị mà hành giả như vậy. Như vậy thì như mình biết đó là các cái vị ẩn sĩ, các cái vị tu sĩ ẩn sĩ ngày xưa đó cũng không phải là ở trong Phật giáo, thì các vị ẩn sĩ đó đó có thể là chứng được các cái pháp thần thông do rằng các vị đó chứng thiền. Chứng thiền thì tâm nó làm cho các cái chi thiền sanh khởi lên, nhờ cái tâm định đó, các chi thiền sanh khởi lên đó, áp chế tất cả các cái pháp triền cái. Cho nên là khi mà các cái pháp triền cái định tĩnh mà cái nội tâm được 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 phát triển lớn mạnh và định tĩnh, như là mình nói đến cái việc mà một người mà có cái gọi là biến hóa thông, tức là một thân mà hóa ra nhiều thân, hay hoặc là biến ra thân cái con này, con vật này hoặc là con vật kia, hay là hình hài to lớn, mình thấy như vậy. Thì ngày nay nhiều khi mình coi phim, mà nhất là cái phim 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 Mỹ đó, chúng ta thấy có những cái con quái thú, cái con quái thú sự thật ra thì giờ cái con quái thú nó không có, nhưng mà người ta diễn tưởng thì cũng có những cái con quái thú rất là to, rất là to. Thì ở đây nói tới là cái thần thông, tức là do cái tâm của một cái vị hành giả định được lớn mạnh á, cho nên là chứng đắc được cái trạng thái của ngũ thiền theo di diệu pháp, tứ thiền trong kinh tạng, thì vị đó thể hiện thần thông, thể hiện tức là biến ra từ thân mình là một thân người đó, nhưng mà biến ra hình con vật này hoặc là con vật nọ, hoặc là biến ra một thân thì biến ra nhiều thân. Giống như trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện của ngài Chu Lá Banh Thát Cá vậy đó. Thì ngài khi mà ngài chứng đắc như vậy đó, thì lúc đó là chư tăng là đi đi trai tăng, đi trai tăng được những người đàn tính thỉnh Đức Phật, và chư tăng đi trai tăng. Nhưng mà khi mà đến nơi thì không thấy ngài, những người đàn tính thấy không có ngài, cho nên là những người đàn tính muốn trở lại để mà thỉnh ngài đó, thì lúc ngay lúc đó thì ngài cũng đã chứng đắc được cái quả vị A-la-hán, và ngài có được cái thần thông, ngài biến ra có nhiều vị giống như ngài là Chu Lá Banh Thát Cá, quét về sân chùa như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nhìn vào thì cũng không biết ai là ai, bởi vì cái hình hài thì cũng giống nhau, nhưng mà rồi đó thì chỉ có một vị duy nhất thôi. Nếu như chúng ta coi trong phim Tề Thiên vậy đó, cái việc mà ông Tôn Ngộ Không mà nhổ cái nấm lông ra rồi nhai rồi phun ra đó, thì nhiều ông Tề Thiên giống nhau, cũng không biết, nhưng mà trong đó chỉ có một ông Tề Thiên thật duy nhất thôi. Thì ở đây muốn nói tức là cái biến hóa thông á, là do cái một thân biến nhiều thân, và là từ ở cái thân người có biến thân
hình thú khác nhau, hay hoặc là những thân to lớn hay là những thân nhỏ lại, thì cái đó đó là do trong quá quá trình mà lúc lúc mà đương thời, lúc mà sinh thời đó, những vị ấy thường xuyên quân tập cho mình một cái đề mục, mà phải nói là có những cái đề mục mà liên quan với đất, nước, lửa, gió, rồi ánh sáng xanh, ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng, ánh sáng trắng, vân vân. Thì từ ở cái các cái đề mục các si ná mà các vị đó tôi luyện, tức là nhìn vào cái đề mục đó mà tu tập đến một lúc nào đó đắc định, tức là đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì khi mà đạt được trạng thái của tứ thiền, mình nói trong kinh tạng đó, thì vị đó biến hiện thần thông thôi. Cái việc này đó, nó hết sức là bình thường. Tại vì một người đó mà cái nội tâm của mình nó lớn lắm, nó mạnh lắm. Khi mà cái ý chí của mình mà muốn thực hiện một cái điều gì đó, thì mình quyết tâm và mình cố tâm để mà mình miệt mài ở trong cái việc đó, thì mình có thể thành tựu. Thì cái chuyện mà thần thông mà biến ra từ một thân đến nhiều thân, hay hoặc là từ thân người mà biến ra hình thú, hay là biến ra vật nhỏ, thật là nhỏ, không ai thấy, thì cái điều đó là do cái nỗ lực tu tập, chứ không phải là do một cái tha lực nào ở bên ngoài của thần linh, hay là của Atula, hay là của Dọa Xoa, của Càn Phát Bà, của Chư Tiên, hay là của ai, mà là do cái nội tâm đã tu tập. Và tu tập cho nên, do tu tập thành tựu như vậy, cho nên là vị ấy có biến ra, biến hóa những cái thần thông như vậy. Hoặc là chúng ta nghe nói là đi xuyên, cái đi xuyên giác tường. Thì sự thật ra thì lúc mà sinh thời đó, thì vị đó cũng quen tu tập cái đề mục hư không, thường xuyên tu tập cái đề mục hư không. Hư không thì quý vị cũng biết nó là một cái khoảng không trống, nó không có một cái gì hết. Và lúc đó đó, khi mà đắc định đó, thì vị đó thuần thục ở trong cái đề mục hư không của mình, cho nên đó, vị đó niệm hư không thì đi xuyên giác tường, niệm hư không thì tự động muốn đi xuyên giác tường, thì giác tường như là hư không, vị ấy đi. Thì cái chuyện mà mình thấy là đi xuyên giác tường, rồi hoặc là đi ở trong vách đá, hay hoặc là biến ra nhiều nhiều con vật, hoặc là đi trên nước rồi chẳng hạn, thì đề mục lửa, đề mục hư không, hoặc là đề mục ánh sáng, hoặc là đề mục đất, thì biến hiện ra nhiều cái thân người, cái thân người giống như mình hay là khác dị thường. Thì đó là do cái sự tu chứng của một cái vị mà tu thiền, đặc biệt là chứng thiền hiệp thế hay là thiền chỉ, mà đạt được một cái trình độ của nội tâm, đó là trạng thái của ngũ thiền theo diệu pháp, hay là tứ thiền ở trong kinh tạng, thì vị đấy mới có thể hiện thần thông. Thì trong đệ tử của Phật giáo, đệ tử của Đức Phật cũng vậy, có những vị biến hiện thần thông. Ví dụ như chúng ta được biết đó là nghe như là ngài Mục Kiền Liên là một vị đệ nhất vị thần thông, và còn có những vị thánh khác nữa cũng biến hiện rất là nhiều. Thì cái việc mà biến hiện đó, như chúng ta theo di diệu pháp đó, thì một cái người, chỉ có một người phàm tâm nhân, và đối với bậc thánh hữu học, tức là bậc thánh tam quả, nếu mà hiện thần thông thì hiện bằng những cái tâm gọi là tâm ngũ thiền sắc giới, thiện ngũ thiền sắc giới. Còn đối với bậc A-la-hán thì vị đó phải là hiện thần thông bằng cái tâm tố của sắc giới, ngũ thiền sắc giới, thì vị đó mới có thể hiện thần thông được. Thì ở đây cái việc mà chúng ta nghe nói là được biết ở trong kinh là một người mà chứng đắc được các cái thần thông, đặc biệt là cái biến hóa thông, tức là biến từ một thân nhiều thân, hoặc là thân hình dị thường lớn hoặc là nhỏ, hoặc là đi xuyên vách đá, hoặc là đi trên mặt nước, hay hoặc là chui xuống lòng đất, thì cái việc đó nó là tự đương nhiên là như vậy. Tại vì một người mà chứng đắc thần thông rồi đó, thì cái tâm định của những vị ấy rất là mạnh, rất là mạnh. Cho nên là khi mà họ niệm, họ trụ tâm trên cái đề mục mà họ trụ đó, thì tự động là biến hiện những cái thần thông theo như cái ý muốn của vị đó là như vậy.
Rồi bây giờ nói thông thứ hai nữa đó là cái gọi là thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông tức là cho nghe. Nói điều này thì như quý vị biết rằng ngày nay cái xã hội về công nghệ đó, thì giống như mình nghe điện thoại, cái chuyện mà mình nghe điện thoại từ bên đây mà qua bên nửa vòng trái đất ở bên kia, bên Mỹ hay là ở châu Âu hay là ở bất cứ một cái châu lục nào hay quốc gia nào đó, thì mặc dù là xa bao nhiêu đi nữa thì họ chỉ cần nhấc máy lên họ thấy hình rồi họ thấy luôn, nghe luôn cả cái âm thanh luôn. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái thần thông mà tự một cái người mà có được cái gọi là thiên nhĩ thông á, thì quý vị biết rằng là không phải là nhờ một cái điều gì nó làm cho, không phải là do các nhà khoa học chế cho cái điện thoại rồi thấy hình rồi nghe tiếng, không phải, mà là do cái sự tu tập của những cái vị hành giả đó. Nhà tu tập của những vị hành giả đó, và khi những vị hành giả đó họ tu tập như vậy thì họ chứng đắc được cái gọi là thiên nhĩ thông á, thì họ nghe được những cái âm thanh, thậm chí những âm thanh của con vật, con vật hay hoặc là chư thiên cũng vậy. Các vị thiên họ nói chuyện với nhau thì cái người chứng đắc được cái thiên á, thiên nhãn thông á, là mình thấy được những cái hình ảnh của những vị đó. Chúng ta khi mà mình mắt thường của mình thì mình nhìn là chỉ có cái cõi nhân loại của mình là người với nhau thôi. Nhưng mà không phải là chỉ có người. Nếu mà mình nói trong kinh tạng, trong kinh kinh điển thì rõ ràng là xung quanh chúng ta còn có những cái chúng sinh mà không phải là con người, không phải là người. Người không phải người ở đây đó có thể là Atula, có thể là ngạ quỷ, có thể là chư thiên, rồi chư thiên bậc thấp, chư thiên bậc cao. Chư thiên ở rồi hoặc là địa thiên, tất cả, hoặc là chư thiên ở hư không, hoặc là chư thiên ngự xung quanh ở nhà, ở cội cây vân vân, hoặc là chư thiên ở các cõi trời. Thì cái việc mà nghe, ví dụ như mình nghe đó, thì cái âm thanh của mình nghe, nếu mà lỗ tai, cái tai của mình lõ, nếu mà mình nói là cái lỗ tai bình thường, lỗ tai thịt của chúng ta đó, thì cái đó nó không gọi là thiên nhĩ thông, mà đó là cái lỗ tai bình thường của chúng ta. Thì chúng ta vẫn nghe, mà nghe nó có giới hạn, nó có nghe có giới hạn, tức là cái khoảng không gian không xa. Hoặc là nếu người ta nói nhỏ thì mình cũng không có nghe đâu, nhưng mà đối với những cái người mà chứng đó thần thông á, thì nghe luôn cả những cái tiếng xa, dù như thế nào thì cái vị đó cũng có thể nghe được những cái âm thanh xa. Hoặc là nghe những cái vị chư, những cái vị thiên đó, họ trao đổi với nhau, họ nói với nhau, thì mình cũng nghe được những vị đó, những vị đó. Cho nên là khi mà chúng ta đọc ở trong kinh đó, thì thường thường những cái bài pháp mà Đức Phật ngài thuyết đó, sau khi mà ngài thuyết rồi đó, thì chư thiên á, họ cũng đây, những vị chư thiên mà có chánh kiến, họ cũng dây quanh ở nơi Đức Phật để họ nghe, thấy không? Hoặc là hội chúng để họ nghe. Rồi sau khi mà Đức Phật ngài xong á, thì họ cũng nói lên những cái lời tán thán, nói lên những cái lời tán thán, họ nói sa thú hay quan hỷ những cái lời dạy, những cái lời dạy của Đức Phật như vậy. Thì với những người mà có thần thông á, có cái thiên nhĩ thông á, thì cái người đó họ có thể nghe được những cái âm thanh của các vị chư tiên, hoặc là những cái loài, những chúng sinh khác, hay hoặc là những cái loài xa hay là gần, thì cái âm thanh đó đối với cái người mà có được cái thiên nhĩ thông á, thì phải nói rằng đó là một cái điều đặc biệt. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là mình thì mình nghe nó có một cái không gian nào đó thì mình nghe, nhưng mà đối với các vị chư thiên, các cái vị mà chứng đắc được cái thiên nhĩ thông á, thì cái vị đó nghe được cái âm thanh, biết mới biết được là chư thiên quan hỷ hay là có những cái điều gì đó, những cái loài chúng sinh khác, những cái loài phi nhân, hay hoặc là ngạ quỷ, hay là Atula, hay là càn thác bà, vân vân, thì các cái vị đó họ có nói những cái gì đó, thì nhờ cái chứng đắc được cái thiên nhĩ thông, cho nên là họ có một cái điều đặc biệt đó, nghe được những cái âm thanh dù là xa hay là gần, xa hay là gần, chứ không phải là chỉ có gần mà nghe không, mà nghe luôn cả cái âm thanh xa, ở các cái cảnh giới cũng có thể nghe,
hay hoặc là chư thiên ở xa ở đâu, ở một cái không gian nào đó, chỗ địa địa danh nào đó, thì cái điều mà họ biết được những cái âm thanh, những cái vị kim hay là những cái chúng sinh, nó có những cái sự trao đổi với nhau, trao đổi với nhau. Thì đây là một trong những cái điều đặc biệt, cái điều đặc biệt của một cái vị mà tu chứng về, mà có được cái thiên thiên nhĩ thông, cái thiên nhĩ thông tức là cái tai mà nghe được. Vì vậy cho nên là khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp á, thì có những vị chư thiên họ cũng hò reo với nhau, họ nói lên những cái lời hoan hỷ, họ tung những cái hoa trời, trong kinh mô tả là như vậy, tức là sẽ rất là hoan hỷ cái lời dạy của Đức Phật, nói lên những cái lời nghĩ hoan hỷ với lại cái pháp âm từ nơi Đức Phật ngài ngài thuyết, hay là hoặc là có một vị thánh nào đó nói pháp âm, hay hoặc là làm một cái điều gì ấy, thì các vị thiên đó đều có cái sự hoan hỷ tùy hỷ nhờ cái gì, nhờ cái thiên nhĩ thông đó. Mà cái thiên nhĩ thông này đó thì không phải là ai mắt, thấy không? Không phải là ai mắt. Giống như mà chúng tôi nói điều này để cho mấy cái người mà họ luyện tà đó, họ luyện tà tức là họ cũng có một cái sự trụ tâm nào đó, nhưng mà cái tâm của họ hướng đến điều tà, tà vại, tức là họ nhờ cái tha lực của cái loài Atula hay cái loài Dọa Xoa hay Càn Thát Bà gì đó, mách bảo cho họ biết là ở trường hợp đó là như vậy như vậy, thì nghe qua cái loài phi nhân đó, họ báo cho rồi biết là như vậy, rồi họ báo cho cái người mà xin họ để coi nhắc nhở của họ, cái người đó họ yêu cầu cái gì đó thì họ nhắc lại thôi. Còn đối với cái người mà chứng cái thiên nhĩ thông á, thì đó là cái tự lực nội tâm của họ, họ thành tựu và họ nghe được những điều đó, nghe được những cái điều âm thanh dù là xa hay là gần, cảnh giới nào đi nữa, chư thiên hay là tiếng nói của những chúng sinh khác á, đều được nghe như vậy. Và cái thần thông kế tiếp đó là thần thông về tha tâm thông. Tha tâm thông, tha tâm thông ở đây đó là một cái thần thông mà biết được cái tâm của người khác, tâm của người khác. Thí dụ như là các cái nhà tâm lý học, họ dựa trên những cái kinh nghiệm, họ dựa trên những cái biểu hiện của cái sự giao tiếp, và do cái kinh nghiệm đó mà họ lập ra cái môn tâm lý học. Thì cái tâm lý học cũng có thể nói rằng họ dựa vào cái kinh nghiệm của họ mà họ biết được cái tâm lý của cái người kia một phần nào đó, một biết được một phần nào đó. Hoặc là có người họ tinh ý, họ có thể hiểu được cái suy của cái người đó, họ đọc được được một vài việc, cái tâm lý của người đó diễn biến như thế nào, cái ý muốn của người kia như thế nào, thì rõ ràng là cũng biết đó. Nhưng mà cái biết đó đó nó cũng trong cái suy nghĩ của một cái người, trong cái kinh nghiệm mà biết thôi, chứ không phải là cái người mà có được cái tha tâm thông. Cái tha tâm thông á, là ở đây đó là do cái tâm của một cái vị hành giả đắc định, như chúng tôi đã nói đó, là như Thượng tọa Tỳ Siêu đã nói khi nãy, năm cái thần thông đầu á là như là cái người mà chứng đắc được cái thiền nghiệp thế, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, trong kinh Tạng gọi là ngũ thiền theo di diệu pháp đó. Thì cái người đó, cái tâm của họ, đặc biệt là cái định của họ được lớn mạnh á, cho nên cái vị đó họ mới có thể có được các cái pháp thần thông, có được các pháp thần thông. Mà ở đây đó là thần thông mà ta tâm thông, tức là biết được tâm của người khác suy nghĩ như thế nào. Chúng ta nghe cái câu chuyện của một cái bà nữ cư sĩ mà chứng tam quả như vậy. Khi mà chư tăng đến đến nơi cái chỗ của bà nhập hạ rồi, cái các vị chư tăng nghĩ cái gì, bởi vì phàm mà, nghĩ cái gì thì bà lại giống như là nghĩ muốn ăn cái gì, món ăn gì, suy nghĩ vậy thôi. Rồi bà lại hiểu được cái tâm lý của các vị chư tăng, cho nên là bà cúng dường những cái vật đó. Đã. Rồi hả, y như vậy. Có một số vị chư tăng đi, khi mà đi nhập hạ xong về, đến đó nhập hạ xong về thì
Đức Phật ngài hỏi là tu tập thường thường đó, là Đức Phật ngài hỏi rằng các ông đi đến đó đó, đi đến đó đó có được tu tập có được tốt tốt không, vật thực tốt hay không đó, tức là tu tập có được an lạc hay không, rồi vật thực có được đầy đủ để mà các ông tu tập hay không đó, thì Chư Tăng sẽ trả lời. Thì một số vị thì nói là đến đó thì vật thực được đầy đủ, được sự hộ độ của bà tín nữ đó, bởi bà tín nữ đó là chứng tam quả và có cái tha tâm thông, chứ không phải là không có. Và vì vậy cho nên là bà hiểu được cái ý nghĩ của các vị chư tăng đó, cho nên là bà dâng cúng các cái món vật thực y như cái ý muốn. Ngày nào mà các vị chư tăng nghĩ như sao á, thì bà dâng y như ý muốn vậy đó. Rồi cuối cùng á, thì quý vị thấy rằng á, là Đức Phật ngài mới, các vị chư tăng này á, là nói là mùa hạ năm sau đó là không dám đến, là vì ở bà nghĩ cái gì, khi mà nghĩ cái gì thì bà biết hết rồi. Thì Đức Phật khuyên cái vị tỳ kheo đó là đến chỗ đó để nhập hạ, và vị tỳ kheo này dâng lời theo Đức Phật để mà đến nhập hạ. Thì đến đó nhập hạ đó thì bà cũng vận dụng để cho bà vị tỳ kheo này nhớ được nhiều kiếp, nhớ một kiếp nào đó, kiếp quá khứ bà với vị tỳ kheo này là vợ chồng, đến khi mà kiếp này thì bà xuất gia, vị tỳ kheo này xuất gia trở thành một vị tỳ kheo, còn bà là một người tín nữ. Mặc dù như vậy nhưng mà bà đã chứng được cái bậc tam quả, cho nên là bà chứng đắc được cái gọi là cái tha tâm thông, bà biết được cái tâm ý của vị tỳ kheo này, rồi nhớ được cái kiếp có kiếp thì bà giết cái vị tỳ kheo này khi mà còn chồng á, là kiếp trước chồng vợ, rồi bắt đầu quán thêm một vài kiếp nữa, dùng bà dùng thần thông để cho cái vị tỳ kheo này nhớ thêm một vài kiếp trước nữa, thì rõ ràng là vị tỳ kheo này cũng đã từng có kiếp giết bà. Thì ở đây đó là nói chuyện quan trái với nhau để cho ông vị tỳ kheo này quan hỷ, chứ không còn có một cái sự phiền muộn ở trong cái việc này. Trong cái đời sống luân hồi là vậy, bởi có luân hồi là có khổ là vậy. Cho nên là ở đây đó, cái bà đã cho vị tỳ kheo này biết được cái tiền kiếp của mình như thế nào. Và đặc biệt là khi mà nói đến cái tha tâm thông ở đây đó, là nói đến cái hiểu được cái tâm trạng của cái người khác suy nghĩ như thế nào. Đức Phật á, hay hoặc là chư vị thánh á, thì chúng ta biết rằng cũng có thể biết được những cái tâm trạng. Nhưng mà đối với Đức Phật thì có lẽ là ngài do cái năng lực đặc biệt của một vị chánh đẳng giác, cho nên là ngài hiểu được cái căn duyên nữa, cái căn duyên, cái khuynh hướng của chúng sanh, cái điều đặc biệt đó. Cho nên là ngoài cái việc mà biết cái tâm, như chúng ta biết là ngày nay đó, chư tăng thì cũng nói Phật pháp, nói ở trong Phật pháp, nói kinh điển, nói trong Tam Tạng kinh điển, nhưng mà cũng không thể nào hiểu được hết những cái tâm trạng hay là phinh nướng của cái đạo tràng đâu, không thể hiểu hết, chỉ là diễn đạt ở Phật pháp những cái gì đúng trong Phật pháp thôi, chứ không phải là hiểu được cái tâm trạng và cái suy nghĩ của từng người một. Nhưng mà cái người mà có tha tâm thông đó là cái người biết được những cái phinh nướng của mỗi người, cái suy nghĩ tâm trạng của mỗi người từ thời điểm, từng thời điểm, để rồi là vị đó đáp ứng lại hay hoặc là nói lại những cái điều để cho đúng như là cái giống như chúng ta nói là bệnh mà được chữa thuốc đúng vậy đó, thì tự động là cái người đó họ hoan hỷ, hay họ rất là sợ, họ rất là khiếp sợ khi mà nhìn thấy cái tâm của họ. Thì cái tha tâm thông á, tức là biết được cái tâm của những người khác, do cái thần thông hiểu được cái tâm của người khác khi mà họ khởi lên những cái ý niệm gì, khởi lên những cái ý niệm tư tưởng như thế nào, buồn như thế nào, vui như thế nào, thích như thế nào, không thích như thế nào. Cái phinh hướng đó, là cái người mà có được cái tha tâm thông á, cái người đó hiểu được, hiểu biết được cái tha tâm thông. Tức là biết được tâm của người khác, tâm của người khác. Mà biết được tâm của người khác không phải là một cái tha lực nào từ bên ngoài, mà là do cái sự tu tập của đắc định của cái vị đó, đắc định của vị đó, chứ không, tức là do cái tâm mà họ chủ tâm để mà họ hiểu được cái
cái điều trong cái việc mà chứng đắc mà có được cái gọi là cái tha tâm thông. Và cái thứ tư, cái thần thông thứ tư ở đây là gọi là túc mạng thông. Túc mạng thông á là một cái loại thần thông mà có thể cái kiếp của mình, kiếp trước của mình. Mình thì thường thường mình không có nhớ được, thường thường là chúng ta không thể nhớ được cái kiếp trước của chúng ta là như thế nào, rõ ràng không biết. Ngoại trừ lâu lâu mới có được một cái trường hợp đặc biệt là một người có thể nhớ được một kiếp, một số kiếp nào đó của, do cái năng lực đặc biệt nào đó mà họ nhớ được. Nhưng mà cái việc đó nó không phải là nói đến cái thần thông, mà ở đây túc mạng thông tức là họ nhớ bất cứ cái kiếp nào của họ, họ nhớ, họ biết hết cái kiếp của mình. Tiền kiếp của mình là có khi đó thì chúng ta hiểu rằng cái đời sống luân hồi đó, nó rất là dài. Trong kinh Tương Ưng Đức Phật ngày nói là vô thủy là luân hồi. Và nếu mà luân hồi ấy, nếu mà chúng ta có cái thân này, người, thân thú gì đó, vật gì đó, thì phải nói rằng xương chúng ta nó có thể chất chất thành núi, trong kinh mô tả như vậy. Rồi máu của chúng ta có thể là chảy thành biển, thành sông. Thì có thể có thể đầu chúng ta rất là dài, vô thủy là luân hồi là vậy. Cho nên là luân hồi chúng ta rất là dài. Chúng ta nếu mà Đức Phật á, thì ngài biết được là không có cùng tận của cái kiếp sống của chúng sinh. Nhưng mà cái người mà chứng đắc thần thông á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng nó cái biết của cái người đó, dù là biết được cái kiếp sống của mình có cái được cái túc mạng thông á, thì họ biết được cái kiếp sống quá khứ của mình. Nhưng mà biết cái đó nó cũng có giới hạn, chứ không thể nào biết cùng tột được, không thể nào biết mà không đó biết một kiếp nào cũng biết hết, không phải. Nhưng mà nó có một cái giới hạn nhất định, không thể nào nói là biết tất cả. Thì ở đây đó, nếu mà nói đến túc mạng thông á, thì có khi á, chúng ta làm kiếp sống làm người, có khi ta làm thân người, rồi có khi ta làm thân súc vật, tức là loài bàn sanh cũng có. Có khi đó thì chúng ta sanh trong địa ngục, có khi á, thì có kiếp thì chúng ta cũng sanh trong loài Atula, hoặc là có kiếp thì chúng ta sanh làm loài ngạ quỷ. Thì nói chung là trong ba cõi sáu đường á, ba cõi sáu đường mình nói chung là như vậy. Ba cõi tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Còn sáu đường đó là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Như vậy thì sáu cái đường đó là chúng ta dường như là có sinh hết, có sinh hết, không thể nói là không có sinh. Mà ở đây đó là cái túc mạng thông đó là biết, ví dụ như kiếp này mình làm người nam, người nữ, kiếp này mình sanh làm người nữ, người nam, mình sống bằng nghề nghiệp gì, sống bao nhiêu tuổi, sống như thế nào đó, thì có lẽ là cái người đó họ biết được. Rồi biết được cái kiếp sống của mình, có thể là có cái kiếp sống mình tạo cái nghiệp bất thiện, có kiếp sống thì người ta tạo oan trái với mình, nhưng mà có kiếp sống mình tạo oan trái với người khác. Thì cái điều này đó nó không tha sao tránh khỏi, bởi vì chúng ta đó là người phàm phu mà. Cái người mà phàm phu á, thì rõ ràng là còn tham sân si, còn phiền não đầy đầy dẫy vậy. Nhưng mà lỡ mà có một lúc nào đó mà bất giác, một lúc nào đó mà do cái nghiệp bất thiện, do cái phiền não khiến cho chúng ta có những cái hành động bất thiện ấy, thì chúng ta tạo ra cái quả khổ, mà sanh trong khổ cảnh là chuyện mà có thể xảy ra. Rồi có khi chúng ta cũng được thức tỉnh được, rồi chúng ta cũng tạo được những cái nghiệp lành, cái thiện nghiệp, hoặc là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là cung kính phục vụ, hoặc là có khi chúng ta cũng tham thiền vậy. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta được sanh về cảnh giới an lành, rồi hết cái cảnh an lành, cảnh giới an lành là một vị thiên nào đó, thì bắt đầu là chúng ta lại sanh lại tiếp tục trong khổ cảnh nữa, luân hồi vậy đi hoài. Cái cõi người của chúng ta đó thì là tuổi thọ đó, nó tăng giảm tùy theo thời kỳ. Còn các cái cõi trời ấy, thì có cái tuổi thọ nhất định, có tuổi thọ nhất định. Thì do cái gì?
các cái cõi trời là do nghiệp lành tạo ra cái quả lành, mà những chúng sanh đó, đó tái sanh ở cảnh dục. Còn cõi người của chúng ta thì phải nói là cũng là cõi vui đó, nhưng mà rồi đó có khổ, có buồn, có vui, có đủ thứ lẫn lộn, có đủ thứ. Vì vậy cho nên là mình có thể là thức tỉnh, dễ dàng thức tỉnh để mình tu tập được, có khổ cũng có vui cũng có, rồi mình mới có thể nhận thức được vô thường, nhận thức được khổ, rồi hiểu được, biết được, tri được cái vô ngã ở trong cái bản chất của pháp vũ vi là như vậy, thì mình mới có thể là hướng tâm đến cái việc mà tu tập để có được cái sự an lạc hoặc là giải thoát ở trong tương lai. Thì cái người mà có chứng đắc được cái túc mạng thông, tức là biết được cái đời sống quá khứ của mình, đời sống của quá khứ bất cứ kiếp nào người ta cũng có thể hiểu được, dù là không có hết tất cả nhưng mà người ta hiểu được quá khứ của mình là như thế nào. Có thể là kiếp này kiếp kia mình làm người, có khi kiếp nọ mình sanh trong khổ cảnh, có khi kiếp nọ mình sanh làm một vị phạm thiên sắc giới hoặc là vô sắc giới, thì nói chung là chúng ta có tái sanh đủ hết á, là như vậy. Thì thường đó là người ta không có hiểu được hết tất cả những cái gì của quá khứ của mình. Thì do vậy đó thì có một số người thì người ta do không hiểu, không có hiểu được quá khứ, rồi cũng không tin rằng quá khứ do hạnh nghiệp như thế nào, cho nên họ cứ lầm lũi, họ cứ lao đầu vào trong những cái những gì mà theo cái bản năng của họ, tức là những gì họ thích họ cứ làm, họ biết tránh xa điều ác, thực hiện những điều lành, và thế là họ cứ dông rủi hoài. Thì chúng ta thấy rằng để mà sanh trong cái cảnh giới an vui nó khó, mình phải tạo cái thiện nghiệp rất là nhiều. Nhưng mà lỡ một cái tâm mà hướng đến những điều ác đó, mà có những cái hành vi ác, thì quả báo khổ liền, sanh trong khổ cảnh liền. Nó rất là dễ là như vậy. Cho nên là trong kinh Tăng Chi có ví dụ rằng, nói rằng là mình sanh lên cảnh giới an lành đó, thì giống như hai cái sừng của con bò. Và nếu như mà mình sanh trong cảnh giới khổ thì giống như cái số lông con bò. Nó nhiều, nó dễ dàng như vậy. Rồi cái thần thông thứ năm ở đây là chỉ cho cái thần thông mà gọi là cái thiên nhãn thông, hay thường 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 gọi là sanh tử thông đó. Tức là biết được cái hạnh nghiệp nào mà cho tái sanh cảnh giới nào, thiên nhãn thông. Cái việc mà thiên nhãn thông ở đây đó là thứ nhất á, là mình thấy được những chúng sanh ở các cái cảnh giới, dù là xa hay là gần, xa hay là gần. Cái thứ hai nữa là biết được đời sống của mình do hạnh nghiệp như thế nào, hạnh nghiệp như thế nào mà sanh như vậy, rõ ràng là như vậy. Ví dụ như sanh trong cõi trời dục giới vui, mà trong cõi giới vui á, sanh ở cõi chư thiên tứ thiên vương thì do cái hạnh nghiệp nào mà sanh cõi tứ thiên vương, chứ không phải nói rằng á, là mình tạo phước cái tự nhiên là cho tái sanh, muốn sanh cõi nào là sanh. Thì rõ ràng là cái việc mà mình tạo cái thiện nghiệp, mà thiện nghiệp mà nó cao đó, nó lớn á, thì rõ ràng là chúng ta có thể sanh cảnh giới tốt cao hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta tạo phước mà cũng ở một chừng đó, thì có lẽ là cũng những cái cảnh giới cõi trời hay là cõi giới, cõi dục giới vui như cõi người chẳng hạn, thì cũng tái sanh đó. Nhưng mà rồi đó thì mỗi một cái cảnh giới đó, thì chúng ta tái sanh cảnh giới nào đó thì đều có cái hạnh nghiệp của nó, chứ không phải đương không có. Ví dụ như mà mình chứng thiền sắc giới sơ thiền thì mình sanh về ba cõi sơ thiền, chứng nhị thiền thì sanh về ba cõi nhị thiền, chứng tam thiền thì sanh về ba cõi tam thiền, chứng tứ thiền á, thì mình sẽ sanh về bảy cõi tứ thiền sắc giới vậy. Còn mình chứng thiền vô sắc thì tùy theo cái thiền chứng của mình mà mình sanh. Còn đối với một cái chúng sanh ở cõi dục giới vui đó, thì rõ ràng là mình tạo cái hạnh nghiệp nào thì có sanh cảnh giới đó. Còn tạo cái nghiệp bất thiện á, thì mình cũng sanh là cảnh giới khổ. Trong mấy cái đường đó là mình cứ quay quẩn như vậy, thường xuyên ra vào như vậy. Thì cái việc mà cái hạnh nghiệp sự từ ở cái nghiệp duyên, cái hạnh nghiệp mà dắt dẫn chúng sanh hiểu rõ, biết rõ được cái hạnh nghiệp nào mà làm cho chúng sanh sanh tử luân hồi như vậy, cái việc gì, rồi cái hạnh nghiệp nào mà sanh ở cảnh giới này
hoặc là cảnh giới kia thì vị ấy biết rõ. Cho nên do biết rõ như vậy thì gọi được cái sanh tử, gọi còn còn được gọi là sanh tử thông, sanh tử thông, hay còn thiên nhãn thông còn gọi là sanh tử thông, tức là thấy ngoài cái việc mà thấy các chúng sanh ở cõi cảnh giới thì hiểu rõ, biết rõ được cái hạnh nghiệp, cái hạnh nghiệp, và hạnh nghiệp đó là cái kết quả mà do những chúng sanh tạo ra. Cái hạnh nghiệp như thế nào? Cái hạnh nghiệp thiện thì nó có những cái nghiệp thiện, nghiệp thiện nhỏ, nghiệp thiện lớn, nghiệp thiện thấp, nghiệp thiện thiện nghiệp thấp, thiện nghiệp cao, thì tùy theo cái hạnh nghiệp mà họ tạo ra. Rồi bất thiện cũng vậy. Cảnh giới khổ thì nó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, thì có cái khuynh hướng như thế nào thì để sanh làm ngạ quỷ, hoặc là có khuynh hướng như thế nào thì sinh làm Atula. Cái tâm mà hung làm Atula, mà cái tâm keo kiệt bỏng xiển thì có thể là sanh làm ngạ quỷ, mà cái tâm độc ác như vậy thì có thể sanh làm ngạ địa ngục. Và cái tâm mà coi như là không có biết khoải quấy gì đấy hả, không có lòng tàm lòng quý gì đi nữa, thì cái người đó họ có thể sanh làm cái loài bàn sanh chẳng hạn. Thì tùy vào mỗi chúng sanh do cái hạnh nghiệp, và hạnh nghiệp đó là tùy thuộc vào cái tâm của họ để rồi họ sẽ tái sanh. Và đối với cái thiên nhãn thông hay là sanh tử thông đây á, có nghĩa là biết được cái hạnh nghiệp và thấy được những chúng sanh ở cảnh giới dù là xa hay là gần thì vị ấy có được. Và cái thần thông cuối cùng là thần thông gọi là lậu tận thông. Thì cái thần thông này đó là do cái vị ấy quán chiếu rồi tâm đạo quả, đặc biệt là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, rồi trở thành một vị tứ quả. Thì cái tâm mà tứ đạo là cái tâm mà mặc dù là chỉ có một sát na thôi mà sanh khởi lên đó là để tận diệt phiền não, cắt đứt phiền não. Sở dĩ mà chúng ta luân hồi như vậy đó là do nghiệp và do phiền não, mà phiền não tức là vô minh, tha mái và chấp thủ. Cái đó là phiền não. Và chúng ta có thể nói là tham sân si mạn kiến nghi gì đó, thì đó là cho những cái phiền não. Và phiền não đây là cái chất xúc tác để tạo ra cho chúng ta có cái hành động, trong đó nó liên quan đến cái vô minh và tha mái chấp thủ đó. Và do vậy cho nên chúng ta có cái quả là luân hồi, có cái quả là luân hồi. Và đối với một cái vị mà A-la-hán á, là quả, đặc biệt là quả vị A-la-hán á, thì vị ấy đoạn trừ được hết tất cả từ ở dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, tức là đoạn tận hết tất cả những cái pháp lậu hoặc. Mà pháp lậu hoặc ở đây đó là cái pháp mà ngâm tẩm hai cái pháp nhận chìm làm cho chúng sanh sanh tử luân hồi triền miên không có chấm dứt được, không có chấm dứt được. Và khi mà tâm tứ đạo, từ tâm tâm đạo, tâm đặc biệt là tâm tứ đạo sanh khởi lên thì có nghĩa là cắt đứt đoạn tận hết tất cả các cái pháp lậu hoặc đó. Về tứ lậu thì hoàn toàn hết luôn, không có một cái lậu nào, dù là dục lậu hay kiến lậu hay là hữu lậu hay lậu, thì vị ấy đoạn tận hết. Do đoạn tận như vậy cho nên cái căn nhân mà để đưa đến sanh tử luân hồi không còn nữa, mà đoạn tận phiền não bằng tâm trí đạo, đặc biệt là tâm tứ đạo đó, thì vị ấy mới đoạn tận hết phiền não, trở thành một cái vị mà vô sanh, tức là cái căn gốc, căn nhân để đưa đến sanh tử luân hồi không còn nữa, cho nên là được gọi là vô sanh. Vị đó không có tái sanh thì làm sao có tử, không có hiện hữu thì làm sao có biến mất, chấm dứt. Thì do như vậy thì ở đây có thể nói là lậu tận thông được đoạn, tức là lậu tận thông á, tức là cái do tâm trí đạo, đặc biệt là tâm tứ đạo đó sanh khởi lên thì những cái pháp lậu hoặc được đoạn tận, là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, tức là những cái pháp mà ngâm tẩm nhận chìm chúng sanh trong sanh tử luân hồi suốt từ ở kiếp này sang tới kiếp nọ, trong suốt cái dòng luân hồi của mình, mà vị này đã đoạn tận thì cái căn nhân sanh tử luân hồi
nó không còn tái hiện nữa, tức là sinh không phải có, và do vậy thì không có thể nói là có tử trong đó được. Giống như là trong kinh nói là một vị A-la-hán như là tận phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn ở lại trạng thái này nữa. Thì chúng ta thấy là cái thần thông đầu á, thì ngoại đạo cũng có thể có, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tâm tông, túc mạng tông, ý quả tông, có đủ, có đủ. Và trong Phật giáo các vị thánh đệ tử của Đức Phật có những vị cũng có thần thông, cũng y vậy thôi, cũng có thần thông. Nhưng mà đặc biệt là cái thần thông cuối cùng là chỉ có ở trong Phật giáo, đặc biệt là nói đến cái vị mà chứng quả vô lậu giải thoát, tức là bậc A-la-hán. Vị đó đã đoạn tận hết tất cả các cái phiền não, do vậy thì vị ấy hoàn toàn giải thoát, tức là đạt được cái cả bao gồm cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát, vị ấy trở thành một bậc vô sanh. Cho nên là năm cái loại, sáu cái loại thần thông này được nói như là một pháp đó cần được tác chứng, tức là hả mà mình chứng được thiền hiệp thế á, từ sơ thiền đến tứ thiền, hay hoặc là bát thiền, tức là bốn thiền vô sắc nữa đó, thì chúng ta đạt được cái trạng thái đó gọi là tâm giải thoát. Và một vị mà do quán chiếu chứng đắc được quả vị A-la-hán, toàn toàn cắt đứt những phiền não để đạt được quả vị A-la-hán, thì cái đó được gọi là tuệ tại giải thoát. Thì sáu cái loại thần thông này là gọi là cần được tác chứng, cần được tác chứng, tức là làm sao để cho thành tựu, để chứng đắc được những cái loại thần thông này. Mà muốn được thần thông này thì cần phải sự tu ở trong cái đời sống của mình rất là nhiều, trong cái việc thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, để hướng đến cái đạo lộ giải thoát là như vậy. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây, còn thời gian còn lại để chư Tăng chia sẻ, đóng góp thêm, bàn sâu rộng thêm về cái bài học hôm nay. Mặc dù là chúng tôi đã cố gắng nhưng cũng không thể nào mà mô tả hết về cái ý nghĩa của bài học này. Kính thỉnh chư Tăng sẽ cùng nhau thảo luận cái bài học hôm nay. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư Tôn Đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú thí kinh thưa tòa pháp tịch, thưa tòa tu sư, thiền tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tòa tu sư đang có mặt ở trước máy và nghe rõ, xin thỉnh thưa tòa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa tu sư, thưa tòa có mặt ở trước máy và có nghe rõ không? Dạ. Bạch thưa tòa tu sư, thưa tòa hoan hỷ giải thích ở đây những câu này, thật sự nghe thì nó cũng hơi ngây ngô, nhưng mà với người học Phật thì đôi khi rất là cần để mình suy nghĩ về điểm này. Khi mà nói đến thắng trí, nói đến thần thông đó, thật ra chữ thần thông ở đây đôi khi chúng ta dùng chung cho thắng trí, nhưng mà cái biến hiện thần thông đôi khi dịch là thần thông là một trong sáu thông á. Thì bạch thưa tòa tu sư, tại sao mà có kể trong đó có cái gọi là lộ tận thông? Có nhiều người nghĩ thần thông đó là một cái pháp riêng rẽ và không liên hệ đến thần thông hết. Thậm chí là khi mà mình luyện thông thì cần đến tứ thiền theo trong kinh Tạng, nhưng mà đoạn tận lâu hoặc thì đâu có cần tứ thiền như vậy, tại sao tính chung vào trong sáu thông? Và thưa tòa cũng có nghĩ giải thích là tại sao giải thích là sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử, tức là các vị tu đầu quần hay là anaham mà đoạn tận thân kiến ngoài nghi giới cấm thủ dục ái và sân đó, thì sự đoạn tận đó có được tính là một thứ thần thông không, có được tính là bản trong lộ tận thông không, và nếu đoạn tận lộ mà không có túc mạng minh, sanh tử minh, thì có gọi là lộ tận minh? Chúng ta thấy trong kinh Tam Minh như trường hợp mà của Đức Phật, Đức Phật ngài trong ba canh, canh đầu ngài chứng túc mạng
thần minh, rồi kế là sanh tử minh, rồi kế là lậu thần minh. Nếu một vị mà đoạn tận lậu hoặc, nghe pháp mà đoạn tận, người chúng ta gọi là đoạn tận chỉ có tuệ giải thoát mà không có thiền đó, thì cái đó có tính là minh không? Xin kính thỉnh thượng tọa Quan Hỷ giải thích về những điều này. Nam mô Bổn Thầy. Chúng tôi hơi chậm trễ vì chúng tôi phải đọc lại cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Tâm. Vì do tuy là cái máy anh nấu tốt, nhưng mà nghe thì không có tốt lắm, nghe nhỏ quá. Chúng tôi đang sử dụng cái loa rời, nhưng mà cái loa rời thì nó, cái bluetooth nó bluetooth có bữa nó vào một bữa không. Thôi bây giờ thì chúng tôi trả lời cái câu hỏi này. Trong cái câu thảo luận số 1 thì nó gồm có 3 cái câu hỏi. Câu thảo luận 1 có 3 câu hỏi. Và thắng trí thì nó có hai nghĩa.
Thưa tôi thưa siêu, thưa tôi quan khi cầm biết lệ trong rung không nghe được được. Xin thỉnh thưa tôi quan khi trở lại. Thành cảnh thông đã thần thông nó Alo, xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi không? Thì chúng ta bị một cái quan niệm là chúng tôi bị cái quan niệm là wifi nghe
biết là đường cấp quan của Việt Nam bị cắt như thế nào, nhưng chắc đường cấp quan của chùa Pháp Luân cũng bị cắt hết xong. Chúng tôi về đến Đức Nguyên Thông cũng hơi bị bị gián đoạn đường truyền. Mấy hôm nay thì cũng bị cũng bị thường như vậy. Bây giờ thì dạ xin cái thỉnh thưa tòa thưa sư. Dạ. Thành Nam Mô Bụt Thầy. Xin hỏi vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Như vậy thì cũng tạm được rồi. Kính thưa quý vị, trở lại cái câu thảo luận số 1. Thì câu hỏi đầu tiên của câu thảo luận 1 là tại sao đoạn tận lậu hoặc được tính là một trong lục thông. Thì chúng tôi đã trình quý vị về ý nghĩa chữ Apinya. Chữ Apinya có nghĩa là thắng trí. Nó có hai loại thắng trí do định tạo nên, tôi gọi đó là thần thông thắng trí. Còn cái lậu tận thông đó đúng ra chúng ta nói là lậu tận thắng trí, tức là thắng trí thuộc về cái sự chứng ngộ đạo quả a la hán, chúng ta mới gọi là thắng trí. Và ở đây nếu mà kể cho Apinya tức là thắng trí đó, thì chúng ta phải kể đủ sáu, là tại vì năm thắng trí đầu đó, là nó thuộc về định hiệp thế, còn cái thắng trí thứ sáu đó, thì nó thuộc về định siêu thế. Đó là cái ý nghĩa của câu thứ nhất. Còn câu thứ hai đó, sự đoạn tuyệt năm hạ phần ký sử có kể là lậu tận thông không? Hình như Thượng Tọa Giác Đẳng ghi trong câu là thiếu chữ tận, mà dịch mà viết là đoạn tuyệt tuyệt năm hạ phần ký sử có gọi là, có tính là lậu thông không? Ở đây là lậu tận thông. Ở đây thưa quý vị, cái chữ Asawakkhaya là đoạn tận lậu hoặc, và chữ khai giá đó, chữ khai giá nó từ cái động từ gọi là khi giá tí, là làm cho cạn kiệt, làm cho cạn kiệt. Và do đó cho nên vị A La Hán được gọi là khi na xá quá, gọi là khi na xá quá, tức là vị lậu tận. Vì vậy cho nên đó, nếu mà chữ khi na xá quá là để chỉ cho vị A La Hán thôi,
thì cái asawa khaya nhà ná, tức là lậu tận trí đó, là chỉ là vị a la hán mới được gọi là asawa khaya nhà ná, mới có được cái lậu tận trí. Chứ còn nếu mà chỉ đoạn tuyệt năm hạ phần kiết xứ vẫn còn là hữu học, bởi vì chỉ mới đắc a na hàm thôi. Một số lộ hoặc vẫn còn, đối với a na hàm một số lộ hoặc vẫn còn, cho nên không kể tính là lậu tận thông, không kể tính là lậu tận thông. Câu hỏi số 3 trong thảo luận 1 là nếu đoạn tận lậu hoặc mà không có túc mạng binh, sanh tử binh thì có được gọi là lậu tận binh không? Thì ở đây vẫn được gọi là lậu tận binh như thường, bởi vì cũng vẫn là cái chữ asawak hay nhà ná quy trà. Thì ở trong trường hợp này đó, chỉ dành riêng cho phân loại, phân hạng A-la-hán, có A-la-hán thì đắc lục thông, có vị A-la-hán thì đắc tâm minh. Có vị A-la-hán thì đắc được tuệ phân tích, có vị A-la-hán thì chỉ là tuệ giải thoát, còn có vị A-la-hán thì vừa có tuệ giải thoát và vừa có tâm giải thoát, gọi là câu phần giải thoát. Cho nên A-la-hán tâm minh chỉ là một sự phân, chứ không có nghĩa là hễ lậu tận minh được nói ra thì phải đi kèm với cái sự chứng đắc về túc mạng minh, sanh tử minh. Nhưng ở trong trường hợp này, về danh từ thì không có gọi một vị A-la-hán thiền khô Sukha Vipassaka, một vị chỉ đắc được tuệ giải thoát, thì thường thì không có thể gọi là một vị lậu tận minh, mà chỉ gọi là một vị lậu tận. Tất cả các vị A-la-hán đều gọi là bậc lậu tận khi na sa mu. Cho nên về nghĩa thì dầu cho không có chứng túc mạng minh, sanh tử minh, nhưng mà lậu tận minh vị đó vẫn có. Nhưng thường thì khi mà xài lậu tận minh là muốn chỉ chung cho cả ba, tức là tam minh. Còn khi mà xài cái từ gọi là lậu tận thông là phải đi chung với năm thông kia mới gọi là lục thông. Còn như chỉ là bậc lậu tận mà không có thần thông và không có đắc minh thì người ta gọi là bậc tuệ giải thoát, hay là cái bậc can quán giả Sukha Vipassaka, Vipassaku, Sukha Vipassaku, chỉ gọi là như vậy.
Thì đó là điều mà chúng tôi phân tích giải thích trong ba cái câu hỏi của phần thảo luận số 1. Và bây giờ xin cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Xin cảm ơn quý vị đã cho biết là nghe rõ. Như vậy thì cái cáp quang để mà nối tiếp với cái laptop thì xài không được rồi. Nhưng mà cái wifi mà để xài cho cái iPhone thì xài được. Cũng lạ, chứ tôi nghĩ cũng lạ. Xin cung kính Thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Bên thưa thầy sư, chúng ta giải thích là ngôn ngữ thì chúng ta nói như vậy, nhưng mà trên phương diện nghĩa lý đó, thí dụ như một vị giác ngộ như là Đức Phật chẳng hạn, hay là những vị chứng đạo minh, các vị nhờ túc bản minh nhớ biết nhiều đời kiếp quá khứ, do có sanh tử minh nên các vị thấy được cái nhân quả bởi mỗi sanh tử, và do quá khứ thì vị đó đoạn tận dẫn đến chuyện đoạn tận lậu hoặc. Một vị mà đoạn tận lậu hoặc do túc mạng minh và thiên nhãn minh đi kèm với thiện tâm thi, thì cái sự đoạn tận lậu hoặc có khác gì với một vị mà không có túc mạng minh, không sanh tử minh hay không? Thì tọa có thể nói là sanh tử minh, túc mạng minh chẳng liên hệ gì đến lậu tận minh, hay là nếu có liên hệ thì nó làm cho lậu tận minh của một vị có sanh tử minh và túc mạng minh, tức là một vị đoạn tận giác ngộ mà đủ tâm minh và một vị mà giác ngộ mà không có tâm minh, thì sự giác ngộ có khác biệt gì không? Nói cách khác là nếu người ta nói rằng phải chăng là một vị giác ngộ do quán xét nhiều đời kiếp quá khứ, một vị giác ngộ là do thẩm thấu, do quán triệt cái hiện tại, thì Thượng tọa nghĩ sao? Kính thỉnh Thượng tọa. Con thì trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Chúng tôi cũng chưa có gặp ở đâu mà nói đến cái vấn đề một bậc lậu tận do đắc túc mạng minh sanh tử minh sẽ khác hơn một cái vị lậu tận, một vị lậu tận mà không có đắc được hai minh kia. Chúng tôi chưa có gặp cái đó, bởi vì theo trong thanh tịnh đạo đó thì túc mạng minh hay túc mạng thông, sanh tử minh hay là thiên nhãn thông đều là thắng trí thần thông, do an chỉ định appana samathi, tức là thiền hiệp thế thành tựu. Còn cái gọi là lậu tận minh hay lậu tận thông đó thì là do trí thánh đạo thánh quả đoạn trừ phiền não, cho nên ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng là không có khác, không có khác biệt gì, là bởi cái sự đoạn trừ lậu hoặc là dứt tuyệt dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, thì dùng cho một vị có chứng thiền hay không chứng thiền thì cái sự đoạn trừ lậu hoặc cũng giống nhau thôi.
Nếu chúng ta muốn đối khác thì khác cái điều này là đối với một vị mà đắc A La Hán có cả đủ lục thông hay là đủ tâm minh đó, thì vị đó được gọi là bậc Upato. Phải gác Nguyên Bồ Tí, tức là một câu phần giải thoát, tức là có định hiệp thế và có định siêu thế. Như vậy được gọi là một câu phần giải thoát. Thì nói đến một câu phần giải thoát đó, thì vị đó vừa đoạn trừ lậu hoặc mà vừa có khả năng đến cái sự vi diệu, như là biết quá khứ đời sống của mình, hoặc là biết hạnh nghiệp của chúng sinh. Cái chỗ khác nhau là một vị lậu tận mà có cả túc mạng minh và sanh tử minh, thì vị đó có năng lực đặc biệt hơn cái vị lậu tận mà chỉ là tuệ giải thoát chứ không phải là câu phần giải thoát. Thì do đó cái chuyện mà đạt đến lậu tận là do cái trí tuệ thiệt quán minh sát, nó không có liên quan gì đến cái sanh tử minh và túc mạng minh. Xin kính thỉnh thượng tọa giác đáng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Chúng ta thực sự có một điều mà người ta đọc thì thấy bình thường, nhưng mà nếu một người mà có suy tư thì cảm thấy hơi khó hiểu, đó là trường hợp của tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa là chứng ngũ thông, đạt tinh cảnh giới thiền sắc giới rất là cao siêu tứ thiền, mà lại có thần thông nữa, nhưng mà lại bị lụy vì danh lợi. Hai cái đó mình thấy nó rất là nó giống như một cái trên trời một cái dưới đất vậy. Một người có thể đạt đến cái cảnh giới vi diệu cao cả của sự luyện tâm mà lại có thể trở về đam mê với cái tầm thường, thì thượng tọa có lý giải nào về điểm này không? Xin kính thưa thượng tọa hoan nghênh trở lại. Nam mô Bổn Thầy.
À, kính bạch thì Tùng Đức, kính thưa quý vị, thực ra thì tỳ kheo đi ba đi qua đất tá gọi là chứng thần thông, nó chỉ là biến hóa thông mà thôi, chứ không có đủ năm cái thông khác, không có đủ thông. Nhưng mà ta nói thì người ta nói là chứng ngũ thông, nói vậy. Nhưng mà chúng tôi xem ở trong mạch văn ấy, thì chỉ nói là chữ ít thi vị tha a phi nhị giá vậy thôi. Mà nếu như một vị mà đắc thần thông nhưng tâm chưa có đoạn trừ được các cái lậu hoặc phiền não thì vị đó vẫn bị chi phối bởi tưởng, các cái tưởng gọi là sanya manasikaro, các cái tưởng. Và khi mà có tác ý tưởng á, nó sẽ khiến cho định đó những thối phần hana phạt giá hay đi đến thắng phần vi xê xa phạt giá. Đi đến trụ phần thi tí phần giá và đi đến quyết trạch phần. Định nào mà nó có nguy cơ tổn giảm thì định đó được gọi là định thối phần. Đề bà Đăng Đa bị vướng vào cái chỗ định thối phần hana phật cái giá samadhi. Cho nên cái chuyện mà đề bà Đăng Đa là một người đắc thiền có thần thông mà vị đó còn say đắm ở trong danh lợi để rồi mất hết cả thì định về thần thông đó, thì cái điều đó chúng ta dễ hiểu thôi. Mặc dù chúng ta nghĩ rằng nếu mà đề bà Đăng Đa đã chứng thiền có thần thông mà còn mê sai cái danh lợi, chúng ta nghe tưởng chừng như đó là tại sao nó có cái sự mâu thuẫn như vậy. Thì ở đây xin thưa rằng thần thông là thần thông, đạo quả là đạo quả. Khi chưa đắc được đạo quả mà dù có thần thông đi nữa thì thần thông hiệp thế đó nó vẫn đi đến cái chỗ mà suy sụp được như thường như đề bà Đăng Đa. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua câu câu hỏi của tụi tôi được rằng về Nam Mô A Di Đà.
Thưa kính thỉnh, kính thỉnh thì tôi tiểu sư đi nghỉ. Thì tôi pháp tinh có còn ở trước mắt không? Dường như tôi tinh không còn trước mắt. Đại đức pháp tính có ở trước mắt không? Không biết đại đức pháp tính có còn ở trước mắt không? Đại đức nguyên thông có còn ở trước mắt không? Dạ. Đại đức nguyên thông ở đây chúng ta nói là sáu pháp cần được tác chứng. Ở trong đó có hàm ý là khuyến khích sự thì như vậy đó, là Đức Phật ngài cấm chư tỳ kheo phu diễn thần thông, nhưng mà ngài có khuyến khích chư tỳ kheo tu luyện thần thông không? Xin kính thỉnh Đại Đức Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con xin góp ý cho câu thảo luận số 3 hỏi rằng: Đức Phật ban hành giới luật cấm chư tỳ kheo phô diễn thần thông, nhưng có khuyên khích luyện thần thông hay chăng? Kính thưa sư phụ, và trong kinh thì con không có thấy nói Đức Phật khuyên chư tỳ kheo luyện thần thông, nhưng mà Đức Phật có dạy thiền Samatha và Vipassana. Mà cái Samatha là thiền chỉ, mà người nào tu luyện thiền chỉ đó, ở một thời điểm nào đó thì sẽ đắc sơ nhị tám tứ thiền, và nếu tiếp tục thì sẽ lên không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì tất cả những cái tầng thiền này thì một cách tự động nào đó người hành giả đã đắc thần thông. Và trong cái giá, trong cái khi mà đắc thần thông thì Đức Phật không có khuyến khích, và Đức Phật đã cấm không sử dụng thần thông, nhưng mà cái giáo hóa thần thông thì lại là Đức Phật đã sử dụng. Và có lẽ là con không có thấy nói rõ ràng là khuyến khích chư tỳ kheo sử dụng giáo hóa thần thông để mà giảng dạy cho chư tỳ kheo cũng như là Phật tử. Cho nên cái câu thảo luận số 3 nói rằng Đức Phật ban hành giới luật cấm chư tỳ kheo phô diễn thần thông, điều này là có. Nhưng có khuyên khích tu luyện thần thông hay chăng? Thì điều này thì con không có nghe nói điều đó. Nhưng mà Đức Phật có giảng giải là Samatha là thuyền chỉ để mà đạt định đấy, cái gọi là Samathi là cái định trong cái Samatha. Còn cái Vipassana là để quán bốn cái lĩnh vực trong thân thể của con người của chúng ta, để thấy rằng nó là dơ bẩn, nó là xấu xa, nó là nguy hiểm, và nó không phải là của ta, tự ta, và là của ta. Mà đã biết được như vậy thì xả ly, thì sau khi mà biết được như vậy xả ly thì sẽ chứng được sơ nhị tam tứ quả. Thì như vậy thưa kính thưa sư phụ, thì cái điều này thì chúng ta theo con thì con chỉ thấy thì là Đức Phật giảng dạy những cái tầng thiền này của sắc giới và đi đến từng thiền sô vô sắc giới để chứng đạo quả. Nhưng mà trên con đường đi đó thì cái người hành giả đó đạt được thần thông, đó là những cái chuyện, cái có đó, đó là cái hệ quả của sự tu thiền, hệ quả của những cái thiện sự mà mình làm. Thì cái đó thì hồi nãy đó sư Pháp Tân có nói là có một cái bà đó ở trong cái thủy lưu thôn, cái nơi cái thôn đó mà có nước chảy đó, thì bà đó bả cúng dường 60 vị tỳ kheo. Thì rồi tôi trúng diện, rồi khi mà lúc mà bà về, bà thấy chư tỳ kheo không có mặt ở nhà, mà những người đó đó, những người đó là đi hành cái hạnh hạnh sa môn, thì bà mới hỏi cái hạnh sa môn là gì. Mà nếu mà Đức Phật giảng dạy cho tỳ kheo mà người thường có học được hay theo không, thì chư tỳ kheo mới giảng giải rằng Đức Phật giảng dạy là cho tất cả mọi người, người nào mà tin Phật, tin Pháp, tin chư tăng, tức là tin tam bảo đó, và tròn ngũ giới thì có thể là tu hành vào đó. Thì cái bà đó như vậy, bà xin cho học. Thì 60 cái vị đó đó chưa có ai chứng thần thông hết đó, mà truyền cái hạnh sa môn bà, thì ngược lại trong vòng tuần lễ cho bà đã chứng A-na-hàm và đắc tha tâm thông. Thì tất cả sự việc như sư phụ Pháp Tân hồi nãy đã nói, thì như vậy cho thống chúng ta thấy rằng cái giới luật mà Đức Phật giảng dạy, cái giáo pháp của Đức Phật giảng dạy cho chư tỳ kheo đó là không phải dạy về thần thông,
Nhưng mà dạ về về thiền quán, thiền samatha và vipassana, thì chính cái samatha và vipassana đó thì cho người hành giả đó có những cái trí tuệ để mà chứng đạo quả. Thì trên con đường có được chứng đạo quả đó thì có cái thần không thông của đó, thì cái đó gọi là cái hệ quả, hệ quả của pháp Phật. Thì kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con biết. Chứ còn Đức Phật có giảng dạy cho thần thông, có cấm phô diễn thần thông hay không, còn không có dạy thần thông. Nhưng mà dạy thiền tức là đâu có phải là mình dạy cái này biến hóa này không, nhưng mà cái người mà tu thiền samatha đó thì có một cái thời gian nhất định nào đó thì người hành giả đó sẽ chứng được những cái thiền biến hóa ra thông, hay là túc mạng thông, sanh tử minh gì đó. Thì tất cả những cái điều đó thì nó đều từ ra từ cái việc tu samatha và vipassana mà thôi. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm, hoặc là chỉ cho con những điều mà con nói không đúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con thỉnh mời sư phụ trở lại mai, và chân thành tri ân chư vị đã lắng cho nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Thưa sư trưởng, để được quyền thông. Thưa thì có một vài điều mà chúng tôi muốn nói rõ ở tại đây, đó là không phải là vị nào chứng thiền thì đều có thần thông hết. Một vị mà muốn có thần thông thì phải luyện thông, tức là đã có khả năng thiền chứng, và cái thiền chứng đó là phải là thiền tứ thiền sắc giới. Tứ thiền sắc giới, ở trong thiền ngũ sắc thì không có luyện thông. Tứ thiền sắc giới, và ở trong diệu pháp là ngũ thiền sắc giới. Và khi mà luyện thông đó thì nó cũng phải có một cái cách luyện thông như được ghi ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, hay trong Quý Sư Thí Mắt Cá. Tức là chúng ta nói theo ngôn ngữ người Mỹ là optional, tức là chúng ta làm thêm do cái ý muốn của mình, chứ không phải là do tự nhiên mà có. Không phải là vị mà chứng thiền thì có thần thông. Và một điểm nữa đó là Đức Phật ngài không có cấm chư vị tỳ kheo sử dụng thần thông, mà ngài có cái giới luật cấm chư vị tỳ kheo phô diễn thần thông. Nói một cách khác đó là dùng thần thông đó để làm cho người khác tâm phục, hay là dùng thần thông đó để làm tăng trưởng niềm tin ở người khác. Tức là chúng ta nói về phép lạ. Tại vì những người mà họ đến với đạo vì họ không phục phép lạ đó, thì sau đó họ gặp những vị không phục phép lạ thì họ không có phát khởi tín tâm được, mà chẳng những vậy họ sinh ra quỷ bán. Chúng ta biết có rất là nhiều trường hợp là những người Phật tử đó, họ hay nghĩ rằng họ đi đến một ngôi chùa nào đó tại vì Phật chỗ đó là linh, hay là đi gặp vị thầy nào đó tại vì thầy đó có cái năng lực huyền bí. Cái đó rất là sai rồi, tại vì mình lại Phật là lại Phật, chứ không phải vì mình nghĩ rằng tự Phật linh mình lại Phật thì chỗ khác không linh mình không lại. Hay là mình đến chùa mình tu tập mà mình nghĩ rằng mình tu tập chỉ tăng phải có thần thông, phải có quyền thuật thì mình mới đến. Như vậy không có quyền tôi không đến thì thưa quý vị, ta bỏ đạo hết. Thành ra Đức Phật này khuyến khích cái giáo hóa thần thông, nhưng mà không có nghĩa là Đức Phật cấm sử dụng thần thông. Lấy ví dụ như là trường hợp một vị tỳ kheo chứng đắc thần thông có thể sử dụng thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, thần thông cho nhiều trường hợp khác nhau, nhưng mà không có dùng những điều đó để làm cho người khác phải mến mộ, phải tin và theo đạo của mình, thì đó là Đức Phật cấm. Chúng ta phải hiểu rõ là tức là một vị lấy thần thông để mà thu phục người khác, nó khác với cái chuyện một vị sử dụng thần thông. Hai cái đó nó khác nhau, chúng ta nên hiểu rõ. Và điểm thứ ba đó, thì thật ra việc tu tập luyện thần thông thì Đức Phật có đề cập đến nhiều ở trong kinh. Ở trong kinh một vị tỳ kheo có thể tu tập. Ở đây một lần nữa, nó không phải là một điều mà bắt buộc phải có, ngay cả tu tập thiền chỉ.
Dạ, đến sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, Đức Phật ngài không gọi đó là điều bắt buộc phải có. Dạ, tuy nhiên cái sự tu tập căn bản và phát triển về tầm tứ hỷ lạc định đó thì nó cần có ở trong chánh định, đó là điều mà Đức Phật giảng ở trong giáo lý Bát Chánh Đạo. Tuy vậy, một vị hành giả có thể tu tập tầm tứ hỷ lạc định qua cái phương pháp Vipassana, qua cái cách tu tập thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà chúng ta không nên nói rằng Đức Phật ngài muốn tất cả chư đệ tử đều chứng đắc thần thông, hay là Đức Phật ngài ngày cấm cản, hay là ngày không khuyến khích. Cái chuyện đó chúng ta sẽ nói theo cái tuổi dân gian, có thì tốt, không có thì cũng không sao. Có tốt, không có không sao. Nhưng mà Đức Phật gọi đó là một điều vi diệu. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy, là mình nói một người mà học Phật pháp, không bắt buộc phải có bằng tiến sĩ mới học Phật pháp được, nhưng mà có bằng tiến sĩ cũng tốt. Chứ mình không thể nói rằng mình vô chùa rồi bằng tiến sĩ nó không có nghĩa gì hết. Ít nhất là cái trình độ học cao đó, về phương diện nghiên cứu hay là về phương diện bài soạn sách vở, mình có cái căn bản soạn như vậy, bố cục như vậy, chú thích như vậy, thì nếu mà mình có mình làm luận án rồi thì mình hiểu được cái chuyện đó nó nên làm như thế nào cho thích hợp. Thì bằng tiến sĩ không có phải là điều bắt buộc cần phải có để học Phật pháp, nhưng mà phủ nhận cái giá trị của nó hoàn toàn thì cũng không phải. Và vì điều này thì chúng ta nên cố gắng hiểu như vậy. Thì thưa quý vị, ở trong phần cuối của bài học ngày hôm nay thì đại Đức Pháp Tính, đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại Đức Pháp Tính đang có mặt trước máy thì xin thỉnh đại Đức Pháp Tính trả lời một câu trước khi vừa kết chung nhân vật. Đại Đức Pháp Tính hôm nay là bài học mà nói về sáu pháp cần tác chứng, đó là nói về lục thông. Mình thấy rằng những vị đệ tử Phật tu tập thì có vị có lục thông, có vị có tam minh, có vị chỉ là khô phiền não, tức là cạn phiền não thì không có lục thông, có vị có tuệ phân tích, có vị không có tuệ phân tích. Thì nếu một người tu tập mà họ họ có cái chanh đá, tức là có cái ý muốn và có phát nguyện, ví dụ như nguyện kiếp sau hay là nguyện lúc nào đó gặp chư Phật sẽ đắc đạo chứng quả và có lục, thì theo cái hiểu của đây Đức Phật tính, những cái nguyện lực như vậy nó có ảnh hưởng thế nào đối với cái sự tu tập và thành tựu đạo quả của mình ở cái tỉnh đây Đức Phật tính. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến trụ tọa Nhất Đẳng, trụ tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Bụt Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Qua câu thảo luận vừa rồi mà trụ tọa đã nêu lên, thì đối với những cái vị mà có thần thông thì đa phần ở trong thời quá khứ đã từng luyện thông, và đã từng luyện thông thì cũng như là những cái vị đó đã từng có ước muốn để mà ước muốn trong một cái kiếp nào đó mình sẽ đắc được những cái thần thông. Vì sao vậy? Vì thường thường là chúng ta thấy rằng là cái ước nguyện hằng dẫn đi, khi mà chúng ta mà có một cái nguyện ước gì đó thì nếu mà đầy đủ duyên lành thì do cái ước nguyện đó sẽ dẫn dắt mình tu tập. Cũng như chúng ta thấy rằng ở thời Đức Phật đi, có những vị là coi như là xuất gia xong theo ngài Sariputta học, là theo về cái hạnh trí tuệ. Thì tại sao mà những vị này có cái hạnh trí tuệ như vậy? Là do những quý vị này ở trong quá khứ đã từng có ước nguyện và đã từng tu tập như vậy. Rồi có những vị là coi như là xuất gia rồi sẽ vào ở trong cái hội chúng của ngài Mục Kiền Liên để mà tu tập, thì cũng nhằm cái mục đích là giải thoát
À, nhưng mà kèm theo ở đó nữa là những cái vị này có được thần thông, à, có đủ được lục thông. Rồi có những vị cũng theo cái hội chúng của Ngài Anuruddha thôi, chỉ có thiên nhãn thông. Nói chung là thiên nhãn thông á, là cái phần mà gọi là luyện, coi như là cái vị đó cũng như là điêu luyện về thiên nhãn thông, nói về các chúng mà đệ tử của các vị thánh tăng. Thành ra đó, qua đó đó mà chúng ta thấy rằng là đối với cái ước nguyện của chúng sanh, khi mà chúng ta còn ở trong những cái kiếp mà bổ túc ba la mật, thì mỗi vị đều có một cái ước nguyện hết, mỗi vị đều có một cái ước nguyện. Thật sự ra đó thì chúng tôi cũng nói cho quý vị nghe là hồi trước đó, khi mà chúng tôi mới vào ở trong cái đời sống tu tập đó, thì chúng tôi cũng rất là thích sau này mình làm một cái vị A-la-hán mà có thiên nhãn thông, có thuần về thiên nhãn thông. Nhưng mà hầu như ở trong cái những cái thời gian sau đó, chúng tôi cảm thấy nó mệt mỏi quá. Có nghĩa là mình cảm thấy ở trong cái dòng sanh tử luân hồi đó, nó rất là mệt quý vị, nó rất là mệt. Không có khi nào mà mình thuận buồm xuôi gió được. Thành ra lúc đó ở cái lúc về sau này đó, chúng tôi không có còn mặn mà với cái nguyện đó nữa, không có còn mặn mà với cái nguyện đó nữa. Thí dụ như bây giờ chúng ta có những cái nguyện mà chúng ta khó thành tựu, thí dụ như giờ mình nguyện mình đừng có gặp mấy cái người mà người ta thí dụ như là khó tánh, hoặc là mình đừng có gặp những cái chuyện mà nó nhọc nhằn, nó phiền não. Thì nếu mà mình có những nguyện đó thì nó rất là khó, rất là khó thành tựu quý vị. Là tại sao? Tại vì là ở trong cái thế gian này nó có người như thế này, người như thế kia, không thể nào mà vẹn toàn được hết. Thành ra bây giờ mà chúng ta nguyện mà chúng ta đừng có gặp những con người đó thì nó rất là khó. Còn nếu mà chúng ta mà nguyện mà chúng ta có, khi chúng ta mà chứng đắc được đạo quả đó, mà có thần thông luôn á, thì cái điều này nó được. Là tại sao? Tại vì khi mà mình có cái nguyện đó rồi thì coi như là mình làm cái gì đó mình cũng theo cái ước nguyện. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tạo một cái phước báo gì đó, hoặc là chúng ta học tập, hoặc là chúng ta tu tập, chúng ta làm một cái bất cứ một cái gì đó thì nó đều hướng đến thần thông. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng những người mà người ta có cái ước nguyện là sau này người ta chứng đắc được các pháp thần thông đi, thì khi mà hỏi những cái người đó bây giờ tu thiền thì sẽ chọn cái đề mục nào tu tập, thì thường thường thì quý vị thấy rằng những cái vị đó sẽ chọn những cái đề mục mà nó liên quan, chọn những cái đề mục mà nó liên quan đến cái sự mà đắc được thần thông. Còn nếu mà chúng ta mà không có cái ước nguyện đó thì thường thường chúng ta chỉ có mong khi nào mà đầy đủ duyên lành, ba la mật đầy đủ, trí tuệ phát sáng, để chọc thủng vô minh rồi, thấy được tứ đế rồi, trở thành hán, để mà chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì nếu mà chúng ta không có những cái ước nguyện có thần thông thì thường thường chúng ta sẽ đi theo cái con đường đó, đi theo cái hạnh đó. Còn nếu mà những cái người nào mà có cái nguyện sau này mình có thần thông thì quý vị thấy rằng là sẽ tu tập, khi mà tu tập thì sẽ chọn một cái đề mục mà nó liên quan đến thần thông, đắc được thiền thông. Thành ra đó, ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là cái nguyện nó sẽ dẫn dắt cái vị mà hành giả đi theo cái hạnh nguyện đó. Nhưng mà nó thành tựu hay không thì nó phụ thuộc vào cái phước báo ba la mật, hoặc là nó sẽ phụ thuộc vào cái sự tinh tấn, hoặc là nó sẽ phụ thuộc vào trí tuệ đó. Thì cái thành tựu hay không thành tựu thì mình chưa có biết được, chưa đi hết con đường. Nhưng mà đối với ước nguyện thì nó sẽ dẫn dắt cái người mà có ước nguyện đó sẽ đi theo cái con đường đó như vậy. Đây là những ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận, chắc có lẽ là câu thảo luận cuối cùng rồi. Bây giờ thì con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha nha. Sa thú kính trân đại đức Phật tử. Thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta đến
lục thông đó, thì chúng ta nên hiểu một điều rằng đây là một đề tài tương đối rất là tế nhị về việc luyện thông và sử dụng thần thông. Thời Đức Thế Tôn còn tại thế, Đức Phật là vị thiên nhân chi đạo sư, Ngài là bậc thầy của trời người. Ngài dùng thần thông ở trong nhiều trường hợp để hoằng pháp cho chư thiên và nhân loại. Nhưng mà Đức Phật lại là một người giảng dạy chúng ta đi một con đường thực tiễn, bởi vì không phải chư vị tỳ kheo nào từ thế hệ này sang thế hệ khác cũng có thần thông. Và nếu thần thông đó là một cái tiêu chí quan trọng ở trong việc hoằng pháp đó, thì những người tu Phật sẽ rơi vào trong tình trạng đó là mong chờ phép lạ. Đối với Đức Phật thì sự hâm mộ phép lạ nó không đồng nghĩa với sự giác ngộ. Một người hâm mộ phép lạ chỉ là hâm mộ phép lạ thôi. Và do đó trong nhiều tôn giáo đó, thì nhấn mạnh đến sự linh thiêng của các pho tượng, nhấn mạnh đến cái tính cách mầu nhiệm của những cái lời cầu nguyện, hay là hoặc giả là cái huyền thuật của những cái vị phương sĩ, của những vị đạo sĩ, của những vị tăng sĩ. Nhưng mà Đức Phật Ngài không gọi điều đó, bởi vì một cái kinh nghiệm mà chúng ta thường thấy ở trong các tôn giáo đó là những cái gì mà có tính cách là phép thuật thường nó mang tính bí mật, và bí mật thường là nó tạo cho người ta cái sự gạt gẫm rất là nhiều. Phải nói trong lịch sử cổ kim đó, thì thưa quý vị, về cái phép lạ thì không phải là không có, nhưng mà cái vàng thiệt thì ít mà vàng giả thì nhiều. Cái năng lực thực sự thì ít mà cái gọi là cái giả mạo rất là nhiều, bởi vì hễ cái gì nó đi vào cái giới bí mật thì nó trở thành một cái cõi để lộng hành cho những người mượn đạo tạo đời. Và chính vì vậy mà Đức Phật Ngài cấm chư tỳ kheo không có nên sử dụng và quan tâm điều này. Con đường giáo dục tuy là tiệm tiến, con đường giáo dục tuy là chậm, nhưng mà nó lại là con đường tốt nhất để một người có thể học hỏi, có thể lãnh hội, có thể hấp thụ và có thể thay đổi bản thân. Và dù sao đi nữa thì nếu chúng ta đọc lại lịch sử Phật giáo thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều trường hợp Đức Phật mới chỉ đề tử thần thông, thì là những đề tài rất là đáng cho chúng ta suy gẫm. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Ma, kính trưng chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt, tự kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Sa thu lầm thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Dân kim chi phu sa la ca mang ca pa pa gam ma ma ca ye na va cha ma na sa di da se su ca tang ca tang ye ta ta sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ca tang bu ya pa lang mai an sa pe pa ki pa wan tu te ye tang ca tang su di tang ye tang bu ya pa lang ma ya ye ya ta ta na cha nan ti de va dan to a hi me ca yum. Yeah.
Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền ban tròn phần phước chiếm. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng kiếm nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bao tồn mạng căn, nghiệp thành từ cầu ý thân hóa thành phun hòa thủy nhân sở sa phan su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ro da rang o tu sa phan su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa ta ma lu pa ve na so ti on tu ni ro da rang o tu sa phan Sangalang da kan tu sa pa di va ta sa pa sang ka lu pa ve na so ti on du ni ron ta rang thiền công đức đã làm kiến kiến lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân dân. Sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bố Tha Tham Ma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bố Tha Cha.